Hello mọi người, đã là em đây. Quay trở lại với anh em. Bữa nay anh em thấy cái gì khác lạ không? Dạy được một mớ này anh em ơi. Chưa để cô đưa phút cái nói chuyện cho nó hùng hồn. Dạy được mọi mọi cái ít 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 anh em chứ không nhiều. Đây anh em chạy được đây thằng đây ở thắt 250 đây ở thắt 250 ở thắt 250 đây đây với mấy thằng lo chép đây là con HHB 5000 huyền thoại của em đây đó anh em thấy thấy gọi gọi đây ha đây sau đây thì đây nó có dán tem của nào cái này là của nhập khẩu công ty gì gì đó nè xứ xứ Malaysia nè dùng cái mấy thằng này thì khỏi 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 bằng cái anh ơi nè để khui này ra đi đây nè đây nó 250 đây đó nó 250 qua lâu nó sâu là âm thanh nè đó nè còn cái này là cái điểm đặc biệt của nó nè anh em đây cái đặc biệt của nó nè thằng đến đặc biệt của thằng thắt 250 nè là trên đây nó in luôn cái mã vạch luôn đó anh em thấy cái số 955 không 955 ví dụ chung là người ta có lên phân biệt ví dụ ba số đầu là của mã quốc gia còn ba số sau là của nhà sản xuất rồi lỗi là mặt hàng nào đó chung mà bây giờ mình cần quan tâm là cái thằng này là nó 955 đó lên cứ test mã mã vạch 955 là của nước nào đó bấm gì là ra lụm liền đó đơn giản à đơn giản nhẹ nhàng dễ hiểu đó, đó. Anh không biết hàng Malaysia nó ôm gì đó em quảng cáo cho em nói nhiều khi em có nói giống bây giờ cái này của ví dụ nha cái này của Malaysia đi em nói của Mỹ của Pháp của anh gì đó đó là chuyện của em nói còn cái chuyện mà trên cái mình thằng này nè trên cái mình của cái lo thằng này nè tạm để đi trên cái mình của nó là nó không có nói dốc được tại vì nó không dám nói đâu nó nói tầm bậy là nó bị kiện phá sản công ty luôn á vậy được mới con nè mới con dù anh em có xài thì ví dụ lần gửi lần khó cái con có nhiêu tiền đâu sẵn lần gửi lần khó mình cần xài mình xài luôn dòng ra ngoài đằng ngoài bái mà mình phòng hờ theo lỡ có trái hay gì đó thay luôn cái đó là ví dụ về phòng hờ cái gì hờ xấu nhất có thể đó là lường trước thôi em cũng vậy em đi đánh thường đó là em đi đánh xa hay gì đó là em đem theo một hai cái lo nữa đem theo cái hai cái nữa ví dụ đánh con gì phải không mình đem phòng hờ thêm cái lo nữa lỡ có trái hay có chọc hư hỏng xuất gì điện gì đó rồi mình lấy cái khác mình đưa mình thay mình thế vô đi rồi bữa sau giờ mình tính tiếp còn đây là con của thằng HB 5000 đây là con của thắt 50 đây nè đây hai con nó hai thằng nó cũng na ná như nhau để nhà xuống chúng thôi để chạy chạy sao bán cho ai đó con của nó anh em còn nhà titanium đây màng lo ha còn đây nè nó trong bên trong là nó như thế này nó như hở tắt 250 này con gì mà trăm trăm mấy bạc trăm mấy bạc thấy em thấy cũng mặn mòi quá chứ phải rẻ đâu nhưng mà tiền nào của đó anh em ơi giống như chiếc xe mình chạy thôi cùng là chiếc phun trào hết bên Thái thì nó để là quay còn bên Việt Nam thì để là phun trào gì đó giá tiền trên lệch rõ rệt luôn còn đây là thằng HB 5000 dày được chục con có anh em nào xài thì alo đây ở H250 thì mình giới thiệu xong mình tạm để đây hết nha để đây đi để đây cho anh em mình thấy ha nè đây cái đích của nó đây đó đó là ghi hình này còn bà biết gì đó để hỏi em sẽ chèn lên cho anh em trên clip cho anh em giúp là em tìm sẵn để anh em xem còn nguồn thông tin còn thông tin đó
đó là chỉ một phần thôi, còn anh em muốn tìm hiểu rõ hơn đó thì lên lên mạng cứ anh em tìm mà mã vạch dưới đất của thằng nào 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 đó, anh em cứ cứ kiếm mã vạch ở Hàn Quốc đó. Còn đây là thằng HB 5000, còn chưa chưa nó hết nữa đó, là thằng đó. Nhưng còn này thấy coi trong luôn hả anh em, thấy không đó, đây đây là của nó, đây cái đít nó sẽ lại như vậy đó, đây anh em thấy không, của người ta là hoa văn họa tiết trên của người ta là in đẹp cực kỳ không. Còn cái này là cái lớp siêu của nó nè anh em, lớp siêu của nó nè, để em bóc siêu cho anh em xem luôn. Cái này là cái siêu để nó bảo vệ cái tên của cái thương hiệu nó, giống như thằng mà lọt ổn quá để vậy luôn đi, nói chung mình vậy anh em thấy biết rồi đó, nó bảo vệ tên thương hiệu nó in chữ đẹp thôi anh em, đẹp đẹp đẽ đàng hoàng luôn đó. Còn nước nào sản xuất ví dụ bây giờ thiếu gì chi nhánh sản xuất nhóc ở trên đó, là mấy món này. Dưới cái quả này nữa nè, dưới mấy cổng, dưới mấy cái cổng OTG dưới mấy cổng OTG này nè, đi đi vô đi. À, dưới cổng OTG này để chép qua mấy cái USB rồi nè, để em tua cái cho anh em xem. Đây được chục cái gì sẵn gửi ta gửi luôn á nè, đó ôi từ rồi nè, cái này nè, cái đầu ghim qua như cái USB mình về đây, như cái mình ghim ra qua vậy cái nó tiện bóp giữ vậy đấy, nó bóp giữ đây mình ghim qua vậy tiện như vậy, bao cái mình ghim vô cái lỗ ghim của cái điện thoại á, ghi điện điện thoại thì nó tiện lợi, nhưng vậy phải mình ghi điện thoại cái mình chép file chép tiếng mình qua nó dễ. Nhiều anh em xài đóng đóng cửa lại, trời ơi không kìa, có khóc nữa không hả, con clip con có khóc nữa không? Dạ ba, hồi nãy em đi làm thế con đó ba, em không đi làm trúng cái lưng con á. Nè anh em thấy không, là như cái này nè, mình xài USB mình xài nó tiện hơn là thằng thằng thẻ nhớ. Em không phải thẻ nhớ lắm, thẻ nhớ thì mình xài thẻ nhớ đó là mình phải thêm một cái đầu độc thẻ nữa, mua thẻ nhớ thường thường thì cũng hết mấy chục ngàn rồi, mua cái đầu độc thẻ nữa cũng mấy chục nữa, mà nó dễ hư hao hơn là thằng USB này. USB này nhiều khi hồi đó mình xài, anh em mình xài thấy nó không tiện lợi, chứ bây giờ nó có ra đồ hỗ trợ hết trơn nha, cứ ghim qua là y như thẻ nhớ không khác gì trơn, nó hiện còn tiện hơn thẻ nhớ nữa mà nó bền nữa. Rồi con đi chơi đi, con đi chơi đi đó. Đó thì là mấy 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 món này về bữa nay cực lực lắm, cực lực lắm mới mới được mấy cái lo về chỗ anh em, chỗ em giờ là hết chị Hị 16 đây, không biết ở đây rồi nghe người ta đồn là chưa hết nó gì đó, rồi nói chung là cũng có trục trặc nữa gì đó, trục trặc cũng là gần em nó cũng hơi ứng ớn, giờ đi ra đường sợ quá. Có anh em nào có cần thì alo em ha, điện báo cho anh em mấy cái dưới, báo anh em vậy dưới mấy cái âm ly chắc chắc có 10 ngày nửa tháng thì chắc có, chắc có 10 ngày nữa có anh em ha, chắc tầm tầm đó có âm ly về đặng hai kênh mấy anh em mình về đánh ghẻ khỏe, về mấy âm ly đó về đánh đánh ghẻ, muốn vô gắn hai cái lo vô, ví dụ mình một tiếng dẫn tiếng bắt đi đó, mình đưa vô là quốc là lĩnh tiền khỏe luôn, muốn lớn ví dụ muốn lo nào lớn lớn, muốn lo nào nhỏ nhỏ. Thường thường anh em bắt chim á, mình bắt vậy em đánh cũng vậy, thường á, cái lo bắt chim là em sẽ dặn nhỏ hơn cái lo gọi, đưa hai khẩu đại bác này nè, đưa hai khẩu này. Thường á thì em đánh ghẻ em đánh con này, con hàng này, còn cái con hàng này để dành đánh chân nghịch đó, em thì đánh vậy. Tại tiếng con này á là nó gắt hơn, trong nhà yến á, là người ta sẽ để dẫn dẫn chim về, dùng cái lo thứ nhất là gắn lo cửa, thứ hai là cái lo dẫn cho nó về xuống cái phòng lượng á. Còn cái thằng này thì tiếng nó trầm hơn, em chơi đánh cành con này đó, hai là về được hai con. Mấy con này thì
mấy con này là có đơn đặt hàng hết em ơi, mấy con ít tháng 20 nè, thì để em coi làm sao rồi, nhưng mà anh em có nhu cầu xài thì hú em ha. Đó. À, mấy con này nè, mấy con ít tháng này chứ, chỉ con này lấy con này mà đưa con kia đi đâu đi ra đi vô gửi làm rồi à. Mấy con ha, thì anh em cứ dụ anh em cứ muốn biết thêm gì cứ alo em ha, số điện thoại em sẽ để màn hình ha, sẵn em đọc luôn là 0939185056, anh em cần alo em, còn số điện thoại của mình số đó cũng là số Zalo của em luôn, số đó cũng là số Zalo luôn, số Facebook thì Facebook của em thì em sẽ để ở dưới phần mô tả đó, cái chỗ mà cuối tiêu đề đó có cái dấu gì ta như chữ B đó, cái này bấm chữ B đó anh em kéo xuống là anh em sẽ thấy cái đường link dẫn đến Facebook của em với Zalo của em luôn ha. Thì giới thiệu em sơ sơ gì bữa nay vậy, có mấy món đó nhưng mà xài để cái đó là em khiêm thiệt luôn ha, anh em cứ lấy một cái lo xong một cái lo một cái con mình phòng trường hợp sớm nhất xấu nhất, dù có nhiều tiền đâu sẵn mình sẵn dịp lấy mình lấy luôn, chứ để nữa mình gửi tiền để vô lỡ nữa có trục trặc gì đó là mình gửi tới cái lui đó còn mất tiền hơn nữa, tiền ship bằng mẹ cái con này, tiền ship bằng mẹ cái con thì thôi ta lấy mẹ em để đó, sau này ví dụ 2-3 năm hoặc 2 năm gì đó xuống chung mà xui rủi nó hư thì sao biết được, đồ dài mà tại anh em thổi chim á, thời tiết nó đâu có đẹp như là ở trong nhà để mình hát như nhà yến đâu, rồi để trong nhà kia nó nhưng mà thời tiết nó khỏe, có độ trong nhà yến là nó có độ ẩm độ bọng hết trơn, có tính toán hết trơn nè, nó còn anh em mình sợ ra qua mày mưa ngoài gió ngoài bọng đó, cái đó gọi thì chứ mà chắc chắn nó sẽ không bằng của người ta rồi đó, thì mình để trong phòng họ có cần xài thì mình xài và không xài thì mình để đó, nhưng mà em cũng không anh em để thay con làm gì đó thì mà nói về thay con thì cũng dễ lắm, cái lo này dễ lắm anh em nè, có mấy cái khớp mấy ngóc đây nè đó, có mấy ngóc đây nè, cứ anh em cứ dặn mấy ngóc này ra xong rồi tháo cái con ra, tại vì nó có dán mấy cái nhựa lên đây nè, nó dính chắc đây nè, anh em đừng mà gỡ ra thì có thì kỹ á, lấy cái mũi dao thì cái bén á, mũi dao không có gì đó bén á, này nãy xem tròn rồi nè, cái mình tháo ra cho nó đẹp, còn mình kỹ thì mình bắn ấy lại, nhưng mà tại vì của nó là nó bắn cho kính lại, ở đây nó dán lên chỗ chung là gọi là tương đối kính lại, nó dính cái con vô trong cái thằng máy luôn, dùng cái củ lo nè, dính vô củ lo nè cho nó kính lại, còn mình cho nước mình kia nó đỡ hạn chế xíu, chứ phần nó bỏ hạn hạn của nó, thay vì dán tem mình dán cái này đó. Rồi thì bữa nay sự lượng bữa nay là gì hết anh em, rồi anh em thì có đặt hàng thì cứ alo em, rồi bữa nay là chủ nhật rồi, ngày mai em giao sẵn em giao luôn, tại giờ đường xá đi nó hơi ấy, rồi nhận hàng gì khi nó có chậm trễ thì anh em thông cảm ha, tại em cũng muốn giao sớm để anh em làm đó, chứ đâu phải muốn giao trễ đâu, nhưng mà tại vì tình hình dịch bệnh đó, anh em biết đó, dịch bệnh quá trời rồi, bởi vì giao nhiều khi nó hơi thế này thế kia xíu, hơi chậm trễ xíu, rồi thay clip thì kết thúc đây ha, tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo ngoài đồng, anh em mình cùng đi bắt chim nha.